tối qua ngày 20 tháng 10, đêm diễn thứ hai của Lige Somay và Em đã diễn ra tại nhà hát lớn Hà Nội với sự nhập cuộc của dàn ca sĩ tên tuổi như Tùng Dương, Thanh Lam, Hà Trần, Tấn Minh. Ngoài các tiết mục chung, mỗi ca sĩ đều có phần thuyết trình riêng để có thể phô bày được màu sắc âm nhạc của bản thân. Tùng Dương mở màn chương trình với ca khúc Con Cò. Ngoài giọng hát nội lực, Tùng Dương còn mang đến tinh thần đầy sức sống và tươi trẻ. Tuy nhiên, nam ca sĩ chỉ hình thành nhá hàng một ca khúc, sau đó nhường sân cho sự hình thành của đàn em Uyên Linh. Ca sĩ Uyên Linh là ca sĩ trẻ tuổi nhất của đêm nhạc nhưng giọng hát của Uyên Linh vẫn đoạt được tất cả người theo dõi có mặt. Cô biểu thị loạt ca khúc như Bài Hát Của Em, Mùa Đông Sẽ Qua, Chờ Người Nơi Ấy, Thà Làm Giọt Mưa. Uyên Linh cũng biểu thị sự trưởng thành khi giao lưu với người theo dõi qua những câu chuyện ngắn nhưng duyên dáng. Khi được Lê Anh hỏi đã bao giờ nhìn thấy Nam Nhi khóc chưa? Uyên Linh thẳng thắn chia sẻ. Ngày xưa, Linh yêu một anh nghệ sĩ trái tim mềm mại, nhạy cảm lắm. Một hôm, anh rủ coi phim. Đang coi quay lịch sự thấy anh khóc nhưng đến lúc cảnh Linh sắp khóc nhìn thử thì thấy anh ngủ mất rồi cười. Ca sĩ Tấn Minh. Sau phần thuyết trình của Uyên Linh là sự hình thành tuyệt hảo của ca sĩ Tấn Minh với ca khúc Mẹ của nhạc sĩ Phú Quang. Nam ca sĩ cũng bày tỏ nhiều tâm tư, tình cảm với người mẹ của mình. Nói thật đến tuổi này rồi nhưng Tấn Minh trong mắt mẹ lúc nào cũng vẫn như đứa trẻ con, mẹ hay nói, con phải thế này, con phải thế kia cho nên cuộc sống gia đình tôi có nói lại mẹ sẽ lập tức nói, mày có làm gì đi chăng nữa thì vẫn là con tao. Thực sự đây là văn hóa Á Đông, rất Việt Nam. Bởi vậy mỗi khi thấy mẹ sắp nổi nóng gì đó tôi sẽ tránh, ít nhất trong 3 năm nay giữa hai mẹ con không xảy ra xung đột gì nữa. Nhưng nói gì thì nói tôi vẫn rất thương mẹ. Những người Nam Nhi soàn xỉnh hay để trong lòng nhiều khi bất lực không làm mẹ vui cũng xót xa, đau lòng nhưng biết thế nào, nhiều khi nhờ phi tần ngăn của mẹ Tấn Minh trải lòng. Ca sĩ Hà Trần. Sự hình thành của ca sĩ Trần Thu Hà khiến khán phòng trở nên sôi động hơn. Nữ ca sĩ vẫn giữ được cá tính, bản năng của mình khi thuyết trình. Cô chạy nhảy khắp khán phòng và hát thật sung loạt ca khúc như Tình Ca, Bài Không Tên 50. Hà Trần cũng vô tình tiết lộ, cô từng làm nhiều người Nam Nhi buồn nhưng không quá bận tâm và không muốn kể gì không còn thích. Ca sĩ Thanh Lam. Còn với Thanh Lam, cô vẫn giữ đẳng cấp như mọi khi, cháy hết mình với âm nhạc và rất kiệm lời chia sẻ. Tuy nhiên, giọng hát của nữ diva cũng giống như sự kết nối giữa cô và người theo dõi. Sau mỗi bài hát như Khúc Mùa Thu, Đá Trong Chồng, Bài Không Tên Cuối Cùng, Thanh Lam lại nhận được những tràng vỗ tay không ngớt. Ca sĩ Tùng Dương. Tùng Dương là ca sĩ được lựa chọn hạ màn và đúng như sự lựa chọn của ban tổ chức, nam ca sĩ đã có phần thuyết trình cảm xúc, giữ được chân cục bộ người theo dõi tới giờ khắc cuối cùng. Không chỉ hát những ca khúc thân thuộc mà những ca khúc còn rất mới qua giọng hát của Tùng Dương cũng khiến người theo dõi thích thú như Mang Thai, Trời Và Đất. Không chỉ qua giọng hát, sự hài hước trong cách hát của tam ca Tùng Dương Thanh Lam Hà Trần còn khiến người theo dõi bật cười. Cụ thể là khi đến đoạn Chị Tôi Chưa Lấy Chồng một câu hát trong ca khúc Chị Tôi thì Tùng Dương và Hà Trần chỉ tay về phía cánh gà và Thanh Lam từ đó bước ra hát tiếp. Có vẻ như ý đồ của biên tập chương trình cũng muốn ngầm nói về việc Thanh Lam sau cuộc tình tan vỡ với Quốc Trung hiện vẫn đang một mình.